Kính chào quý vị và các bạn. Trong trang địa phương hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đến từ thị xã Hoàng Mai, các huyện Nghi Lộc và Quỳ Châu với các nội dung chính sau đây. Thị xã Hoàng Mai nhân rộng những mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên. Điện lực Nghi Lộc đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão. Quỳ Châu tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Kính thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, nhiều thanh niên nông thôn ở thị xã Hoàng Mai đã phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, mà các mô hình này còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, sau khi tốt nghiệp đại học, 5 thanh niên ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã trở về quê đầu tư hơn 1 tỷ đồng, mở công ty kinh doanh thực phẩm sạch mang tên Auriga. Ngoài bán lẻ, công ty đã nhận được hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Nhờ nguồn hàng đảm bảo chất lượng nên sau 2 năm đi vào hoạt động, chuỗi cửa hàng đã thu hút đông đảo khách hàng với doanh số bán hàng đạt trên 400 triệu trên một tháng, tạo việc làm cho 20 lao động trẻ ở địa phương. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng cũng như mong muốn lập nghiệp tại địa phương, chúng tôi 5 thanh niên đã cùng nhau xây dựng công ty cổ phần Auriga và phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Cùng dựa trên sự cố gắng của bản thân cũng như sự giúp đỡ đặc biệt của thị đoàn Hoàng Mai, hiện tại công ty chúng tôi đã có 3 cửa hàng từ Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và Vinh. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ phát triển rộng khắp ra các tỉnh thành lân cận. Cùng chung chí hướng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, đang học dở trường Cao đẳng Công nghiệp Hoàng Đình Trọng, thôn 10, xã Quỳnh Trang đã bảo lưu kết quả để về quê làm kinh tế trang trại. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên việc chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Không nản chí, Trọng đã tìm tòi học hỏi qua sách vở, qua mạng internet, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, dần dần chăn nuôi ổn định và phát triển. Hiện nay, trang trại của Trọng mỗi năm xuất bán trên 10.000 con gà, hơn 200 con lợn thịt, thu lãi trên 200 triệu đồng trên một năm. Em trước cũng đi học một trường bên trường kỹ thuật, nhưng thể có một số mô hình phát triển kinh tế cao như trang trại nên em về cùng mở trang trại để phát triển kinh tế ở quê hương. Em mong có sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể để trong 1-2 năm tới em có thể phát triển hơn trang trại hơn được nữa, để và giúp đỡ các thanh niên khác cùng nhau lập nghiệp trên quê hương của mình. Đây chỉ là 2 trong số hàng chục mô hình làm kinh tế giỏi của thanh niên thị xã Hoàng Mai. Hiện nay, các mô hình kinh tế của thanh niên chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác và chế biến thủy sản, phát huy thế mạnh của từng địa phương. Nhằm tập hợp, thu hút thanh niên phát triển kinh tế, thị đoàn Hoàng Mai đã thành lập mới 2 đội tàu thanh niên đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Bên cạnh đó, thị đoàn còn đồng hành bằng việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên thanh niên về phát triển kinh tế, theo dõi các mô hình tốt, cách làm hay để tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, hỗ trợ nhiều thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, đảm nhận 35 tổ ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số dư nợ trên 38 tỷ đồng. Với cách làm này đã tạo điều kiện để ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tiêu biểu với doanh thu trên 150 triệu trên một năm. Trong thời gian vừa qua thì phong trào khởi nghiệp của thanh niên liên trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã có bước khởi sắc. Nhiều mô hình thanh niên đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương. Để đồng hành với thanh niên thì ban thường vụ thị đoàn đã quan tâm hỗ trợ thanh niên như là vay vốn qua các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách trung ương đoàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu các cái sản phẩm, các cái mô hình của thanh niên đến đông đảo quần chúng nhân dân, và đặc biệt là thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ thành lập các cái câu lạc bộ thanh niên để giúp thanh niên học tập và giúp đỡ nhau trong quá trình phát triển. Có thể nói những phong trào thi đua của tuổi trẻ Hoàng Mai, đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Qua đó, khẳng định vị thế của thanh niên cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã đã đề ra. Để hệ thống lưới điện trên địa bàn được vận hành an toàn thông suốt, nhất là trong mùa mưa bão, Điện lực huyện Nghi Lộc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trong những ngày qua, cán bộ,
công nhân viên kỹ thuật viên điện lực huyện Nghi Lộc vẫn đang nỗ lực sửa chữa, khắc phục nhanh nhất những nơi bị sự cố về điện và nâng cấp những hệ thống lưới điện đã bị xuống cấp, không đảm bảo trước mùa mưa bão năm nay. Tại xóm 13 xã Nghi Vạn sau tiếp nhận, lưới điện xuống cấp trầm trọng, dây dẫn chắp vá đủ chủng loại, cột điện siêu vẹo, nguồn điện yếu, không đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của hơn 300 hộ dân ở xóm 13 này. Vì vậy, những ngày này, Điện lực huyện Nghi Lộc huy động tối đa nhân lực để thay dây chống quá tải đường dây đi qua xóm này, vừa để đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân, vừa đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão năm nay. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ an toàn và ổn định, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới, hiện nay ngành điện là liên tục đầu tư và thay dây mới. Và nhất cụ thể là những ngày hôm nay là chúng tôi đang thay dây của đường dây hạ thế 6 trạm biến áp số 1 kỹ bàn, cụ thể là tại từ cột số 10B và đến cột 10B đến 13. Đường dây này được đầu tư xây dựng lâu năm và hiện nay đã quá tải và cũ nát, không đảm bảo về cấp điện ổn định cho nhân dân. Và với tinh thần là dù rơi tiết rất nắng nóng, nhưng anh em với tinh thần là phục vụ nhân dân là làm việc hết sức nhiệt tình và để cấp điện lại cho dân thật một trong thời gian nhanh nhất và ổn định nhất. Hiện nay, Điện lực Nghi Lộc đã hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn ở 30 trên 30 xã thị trấn, với trên 1.000 km đường dây hạ thế để bán điện tới 66.700 khách hàng sử dụng điện. Phần lớn lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận đều trong tình trạng chắp vá, hệ thống cột đường dây đã cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Vì vậy, phương án sửa chữa đường dây, thay thế các vị trí cột sung yếu đang được đơn vị tập trung thực hiện. Để tránh những sự cố rò rỉ điện, gây thiệt hại về người và tài sản, Điện lực huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đội sản xuất, tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện, các vị trí thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, từ đó lập phương án và xử lý thay thế. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng thay thế, sửa chữa khi xảy ra sự cố, với mục tiêu đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính. Ngay từ đầu năm 2017 này, Điện lực huyện đã sửa chữa lớn lưới điện hạ thế khoảng 5 km, cải tạo nâng cấp lưới điện trung thế từ 10 kV lên 22 kV với chiều dài hơn 4 km qua các xã Nghi Quang, Nghi Thiết, xen giám thêm 7 trạm biến áp có công suất từ 250 đến 300 kVA. Thay hơn 15.000 mét dây dẫn điện và 43 tụ hạ thế kém chất lượng với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Qua đó góp phần chống quá tải, giảm bán kính cấp điện và nâng cao chất lượng điện sinh hoạt cho người dân. Để chuẩn bị điện cho phục vụ khách hàng trong cái mùa nắng nóng và cái mùa mưa bão sắp tới, Điện lực Nghi Lộc cũng như tất cả các điện lực khác của công ty Điện lực Nghệ An đang tích cực chuẩn bị một số công tác. Một là như vậy là kiểm tra tất cả các cái đường dây trung thế để đảm bảo khắc phục những cái khiếm khuyết đối với lưới điện hạ thế. Mặc dù đã có đầu tư nhưng mà chưa đáp ứng được yêu cầu thì Điện lực triển khai thay dây chống quá tải một số trạm để nhằm cung cấp điện cho nhân dân được đảm bảo hơn. Hiện nay đang là thời kỳ nắng nóng cao điểm của mùa hè và mưa bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điện lực Nghi Lộc tiếp tục tăng cường sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện và triển khai phương án phòng chống bão lụt. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, với hy vọng sẽ đảm bảo an toàn lưới điện cho người dân cũng như xử lý kịp thời các sự cố do mưa bão gây ra. Diễn biến của thời tiết đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đàn vật nuôi ở nhiều địa phương. Trước tình hình này, huyện Quỳ Châu đã tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng đã tuyên truyền vận động người dân kỹ thuật phòng tránh nắng nóng để đảm bảo vật nuôi khỏe mạnh, tránh thiệt hại về kinh tế cho người dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên trong ngày đầu tiên tổ chức tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2017, tất cả các hộ chăn nuôi ở bản Ban đều đưa trâu bò đến địa điểm tiêm phòng. Nếu vật nuôi không tiêm phòng được thì sẽ rất lo mắc dịch bệnh. Nên khi có lịch tiêm phòng cho vật nuôi, gia đình luôn thực hiện để cho vật nuôi của gia đình khỏe mạnh. Điểm đáng ghi nhận trong đợt tiêm phòng lần này ở các thôn bản tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Châu là sự chủ động, tích cực tiêm phòng của các hộ chăn nuôi. Ngoài số lượng vaccine tụ huyết trùng được hỗ trợ 100% kinh phí từ nhà nước, thì các loại vaccine khác cũng đã được người dân chủ động bỏ kinh phí ra để tiêm phòng kịp thời, nhằm phòng bệnh cho vật nuôi,
bảo vệ tài sản cho chính gia đình mình. Trong đợt 1 năm 2017, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳ Châu đã tiếp nhận hơn 20.000 liều vaccine, hỗ trợ 100% kinh phí cho người chăn nuôi. Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, song lực lượng thú y vẫn đảm bảo tiến độ tiêm phòng, tranh thủ mọi thời gian trong ngày để đến với các hộ chăn nuôi. Công tác tiêm phòng thì từ ngày 6/6/2017 đến ngày 10/7/2017 thì tổ chức thực hiện cái kế hoạch tiêm phòng đợt 1 2017 đến địa bàn huyện Quỳ Châu. Thì bà con quan tâm cái lịch, cái kế hoạch của xã mà có cái lịch cụ thể từng xóm bản để chúng ta đưa trâu bò về cái địa điểm tập kết để tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Đặc biệt là đối với số mà trâu bò chăn nuôi thả rông trong rừng tại các lán trại trong rừng thì bà con đưa trâu bò chủ động đưa trâu bò về nhà để mà thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định. Đối với công tác tiêm phòng đấy cũng là trách nhiệm và quyền lợi của người chăn nuôi. Trong thời điểm này, ngoài công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2017 theo định kỳ, ngành nông nghiệp, trạm chăn nuôi thú y, trạm khuyến nông huyện đã kết hợp với chính quyền địa phương các xã thị trấn tổ chức hướng dẫn công tác phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Đối với gia súc, gia cầm trong những ngày nắng nóng thì sức đề kháng kém, giảm ăn, có thể dễ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh gây bất lợi trong người chăn nuôi. Vì thế để phòng tránh, bà con nên thực hiện các biện pháp chống nóng như sau. Đối với chuồng trại, nên xây chuồng trại ở hướng nam hoặc là hướng đông nam. Tạo trồng cây xanh, tạo bóng mát, nên có phên che chắn xung quanh chuồng để tạo mát cho chuồng. Giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi bằng cách là thường xuyên thu gom phân thải và hổ phấn. Cho vật nuôi uống đủ nước sạch hàng ngày, uống các chất điện giải, vitamin, B-complex để tăng sức đề kháng. Công tác tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi được triển khai thực hiện tốt sẽ góp phần phòng tránh và giảm thiểu việc dịch bệnh bùng phát trên gia súc gia cầm. Trong đợt này, ngành nông nghiệp Quỳ Châu phấn đấu 100% gia súc được tiêm phòng. Trong quá trình tiêm, vật nuôi sẽ được cán bộ thú y theo dõi và xử lý những vấn đề bất thường sau khi tiêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với các phóng sự đến từ thị xã Hoàng Mai và các huyện Nghi Lộc, Quỳ Châu. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình tiếp theo với các thông tin đến từ các huyện Con Cuông, Yên Thành và thành phố Vinh quý vị nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.